Xin chào mọi người, con vừa mới phát hiện một cái điều kỳ lạ, đó là con nghĩ dùng thùng mì sấy xóa hết tất cả cái chữ trong đây. Cái này là cái trend mới nhất mà mọi người chưa có từng có biết luôn. Cậu bé hí hửng lên mạng khoe dùng bật lửa xóa được chữ trên giấy. Dân tình xem xong liền thử và cái kết khóc cạn. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đó là câu nói quen thuộc khi nhắc đến các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Hiếu động, nghịch ngợm, luôn nghĩ ra những trò đùa hết sức tinh quái. Đôi khi mang đến tình huống dở khóc dở cười là đặc điểm chung nhất của các cô cậu học trò ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lớp học nào. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nghịch ngợm tinh quái đó mà các em lại nghĩ ra những thủ thuật hết sức thú vị mà không phải ai cũng biết được. Điển hình, mới đây nhất, một cậu bé cấp 1 đã lên mạng chia sẻ điều thần kỳ mà mình vừa phát hiện ra cho mọi người cùng xem, khiến không ít người phải tấm tắc khen ngợi. Theo đó, cô cậu trên tay cầm một cây bật lửa, tay còn lại cầm một tờ giấy có đầy chữ tập viết. Cậu bé giới thiệu rằng mình vừa phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là dùng bật lửa có thể xóa được mực ở trên giấy. Vừa nói, cậu bé vừa dùng bật lửa hơ nhẹ qua các dòng chữ. Và quả nhiên, những chữ viết trên tờ giấy dần dần biến mất và khiến không ít người phải tròn xoe mắt ngơ ngác. Chỉ sau vài giây, nguyên tờ giấy có đầy chữ đã trở thành một trang giấy trắng hết sức ảo ma. Đây cũng là lý do khiến video của cô cậu thu hút đến 2,3 triệu lượt xem cùng hơn 50.000 lượt yêu thích trên mạng xã hội TikTok. Bên dưới phần bình luận, đa số mọi người đều tỏ ra thích thú với phát minh độc đáo của cô cậu cấp 1. U là trời, bữa nay làm bài kiểm tra bị sai không còn sợ nữa rồi, chắc vứt luôn cây bút xóa, chuyển sang dùng bật lửa thôi các bác ạ. Vừa xem video của em xong làm theo, cái kết là trái nguyên quyển vỡ toán rồi. Nhanh trí lấy sổ đầu bài ra dùng bật lửa để xóa tội, nhưng mà nó lỡ cháy luôn sổ đầu bài thì bị đuổi học là cái chắc nhé. Theo nhiều người comment thì khả năng dùng bật lửa xóa chữ trên giấy hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, có một số loại mực không thể áp dụng cách này được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.